Đốn hạ cây cổ thụ thân liền nước làm đôi, thứ bên trong được chôn vùi gần 40 năm lộ diện mà kinh hãi. Không thể tin nổi, giữa những gốc cây to lớn như vậy lại xuất hiện một lỗ trống khổng lồ, để rồi thứ bên trong đó lộ ra khiến nhà khoa học điêu đứng. Trong khi những công nhân khai thác gỗ hợp pháp do chính phủ Guinea, một thân cây gỗ lớn khi đổ xuống đã bất ngờ lộ ra một lỗ rộng lớn trong thân cây với chiều dài gần 2 mét. Điều đặc biệt là trong thân cây còn giữ nguyên vẹn xác của một con chó đã chết cách đây 37 năm. Sau khi phát hiện ra sự việc và thông báo cho cơ quan quản lý đã xác nhận, con chó chết từ những năm 1980. Tuy nhiên nhiều người vẫn không thể hiểu nổi làm thế nào con chó lại bị mắc kẹt giữa thân cây. Sau khi chết, cơ thể của nó không hề bị phân hủy mà vẫn còn được bảo quản tốt như một xác khô giữ nguyên được trạng thái ban đầu. Theo lý giải của các nhà khoa học, con chó đã bám đuổi theo những con gấu trúc trong rừng. Khi những con gấu trúc leo lên thân cây để thoát thân, thì con chó đã cố gắng cạo cấu thân cây để leo lên. Tuy nhiên, chính nó đã tạo ra một lỗ lớn ở thân cây và bị mắc kẹt trong đó đến chết. Sau 37 năm, xác con chó kém may mắn này vẫn được bảo quản tốt nhờ sự hạn chế xâm nhập của các vi sinh vật phân hủy xác chết. Hơn thế, mùi xác chết được bao bọc bởi vỏ thân cây bên ngoài, giảm sự thu hút của các sinh vật ăn thịt. Thân cây rỗng sẽ làm cho không khí bên trong ổn định, các axit tannic trong thực vật sẽ bảo quản xác con chó tốt hơn. Hiện tại, cả thân cây và xác con chó đã được gửi đến Bảo tàng rừng thế giới Nam Phi, Waycross Guinea để được nghiên cứu. Đặt bẫy bắt cá dưới sông, nhưng thứ mắc kẹt vào bên trong khiến cả dân làng chạy mất dép. Cứ tưởng bắt được con cá khủng, nào ngờ khi mở ra ai cũng xanh lét mặt mày với cảnh tượng bên trong. Sự việc xảy ra ở một vùng quê Thái Lan hiện đang nhận được sự chú ý của nhiều người. Cho tới nay, người ta vẫn khó lòng lý giải được vì sao thứ này lại có thể chui vào bầy cá được như vậy. Với mục đích cải thiện bữa ăn và kiếm thêm thu nhập, một người nông dân đã đi đặt bẫy cá tại con sông gần nhà. Thế nhưng khi mở nắp bẫy vào sáng hôm sau, người này đã vô cùng hoảng hốt khi thứ được cho là một con rắn cực khủng. Ông cho biết nếu không có anh trai và cháu đi cùng lúc đó, có lẽ ông đã bỏ chạy ngay lập tức. Sau khi cái lồng được đưa lên khỏi mặt nước, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh lạ lùng bên trong. Đó không phải là tiếng cá quậy quen thuộc như mọi khi mà có cảm giác ghê rợn hơn nhiều. Người nông dân kể lại khoảnh khắc hú vía. Sau khi nhìn qua khe hở và xác định được danh tính của sinh vật, được mệnh danh là hung thần dưới nước, bản thân không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, nhưng ông vẫn lấy hết can đảm để mở nắp lồng. Và sau khi lôi ra được con rắn khổng lồ, không một ai dám đứng gần nó trong khoảng cách 3 mét. Được biết, con rắn đã được đưa ra khỏi lồng và trả về với thiên nhiên ngay sau đó. Dù không ai dám chắc nó an toàn với con người, người nông dân cũng cho biết sẽ không đặt bẫy ở đoạn sông này nữa để tránh việc gặp phải trường hợp đứng tim như trên.